Tập 19. Lưu tiên sinh, tôi thật không ngờ cậu lại có những nhận xét sâu sắc về ẩm thực của tộc Yamato chúng tôi như thế. Ông nhầm rồi. Tôi đang đề cập đến ẩm thực của Nhật, chứ không phải những người Nhật Bản theo chủ nghĩa đế quốc giống như mấy ông. Lưu truyền thuyết, những lời vừa rồi Dương Thiên Cáp kêu cậu nói đúng chứ? Tôi nghĩ bây giờ cô ta đang ở huyện thành Nhạc Thái. Thái Lão Pháo, lát nữa cậu ở lại với tôi. Dừng. Những người khác nhanh chóng đưa thuốc ra khỏi thành. Dừng. Nào, mau lên. 10 phút sau đốt pháo. Biết rồi. Mọi người đi đường an toàn, cẩn thận một chút. Đi thôi. Lưu truyền thuyết, tôi và cậu đều là người thông minh. Chuyện nào ra chuyện đó. Cậu đến tham dự tiệc sinh thần của tôi, chẳng phải là vì cậu dũng cảm, mà là... Là gì? Đều là người thông minh, không cần tôi phải nói thẳng ra chứ. Nếu bây giờ tôi đóng cổng thành, để tôi xem làm sao cậu thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Đóng cổng thành. Không được động đẩy. Không được động đẩy. Lùi lại. Lùi lại. Ông dám đóng cổng thành, tôi sẽ bắn chết ông. Lưu truyền thuyết, sao trên người cậu lại có súng? Sao lại có à? Ông quên, tôi biết ảo thuật sao? Muốn làm ảo thuật cũng phải có đạo cụ. Cậu không mang theo súng thì không thể lôi nó ra. Là của Hoa Mẫu Đơn. Thằng chó Asano, anh có tận mắt chứng kiến bà đây mang súng không? Asano, có ngon thì nhắm vào tôi, đừng làm khó cô ấy. Bỏ súng xuống. Asano, tôi biết anh có thù với Hoa Mẫu Đơn, nhưng đại tá đã có lệnh không được để bụng chuyện xưa. Nếu anh tiếp tục như vậy, hôm nay trước mặt đại tá, tôi sẽ đòi lại công bằng cho Hoa Mẫu Đơn. Chi đội trưởng Thảo, bỏ súng xuống. Cấm miệng. Đại tá Sakata, ông có thể giết tôi, nhưng mà hôm nay tôi nhất định phải trả lại công bằng cho Hoa Mẫu Đơn. Thảo Thượng Phi, bỏ súng xuống. Hôm nay bà sẽ bắn chết mày. Hoa Mẫu Đơn, cô không sợ chết à? Chừng nào tên khốn này còn sống thì tôi sớm muộn gì cũng phải chết. Hoa Mẫu Đơn, nếu sớm biết như vậy thì quay về cùng chúng tôi. Xin lỗi đại đội trưởng và bí thư Lục, rồi ngẩng cao đầu làm người. Anh nói gì? Không được động đẩy. Không được manh động. Tránh ra hết. Tránh ra. Ai dám cử động tôi sẽ bắn chết ông ấy. Tránh ra. Có nghe thấy chưa? Tránh ra. Không được nổ súng. Chú ý an toàn. Dừng. Cái này chẳng phải đã kiểm tra rồi sao? Đây là hàng của ông chủ Triệu. Đi đi. Nhanh lên.
Nhanh lên. Đi chết đi. Cầm lấy. Nhanh lên. Giết chết bọn chúng. Bên kia, bọn khốn đó. Đại tá, mau đuổi theo chúng. Đuổi theo. Không ngờ cậu cũng biết đuổi con lừa điển này. Đuổi cái con khỉ. Chủ nhiệm Dương muốn chúng ta rút theo đường phố Tây. Phố Tây à? Ngược đường rồi, quay đầu lại. Tôi mà biết quay đầu thì tôi đã quay từ lâu. Còn cả nói sao? Bọn nhiều sắp tới rồi, làm sao bây giờ? Bắn đi. Chủ nhiệm Dương đã chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị bắn pháo. Cậu có biết thắng xe không vậy? Làm sao mà thắng? Tôi chưa kịp chết trong tay bọn Nhật đã chết trong tay cậu. Phía trước là ngõ cụt, phải làm sao? Làm sao mà ngừng lại? Tôi đâu có biết. Ngừng rồi, làm sao bây giờ? Chạy. Nhanh lên. Anh, đợi đã. Ngô Kim Bưu, sao nghe thấy tiếng súng, anh lại không đóng cửa thành? Anh em của tôi nhận lệnh của Hoàng quân, không được đóng cổng. Chắc chắn là Dương Thiên Cáp giở trò. Đại tá, hãy tin vào nhận định của tôi, là qua mẫu đơn mang súng vào. Tôi chưa bao giờ rời mắt khỏi qua mẫu đơn. Cô ấy không hề có cơ hội để chạm vào chiếc ghế. Kể cả Thảo Thường Phi cũng như vậy. Giả lại, theo những gì tôi biết thì Asano, anh đã không soát kỹ lưu truyền thuyết về giả bán tiền. Ý của anh là tôi cố tình để lưu truyền thuyết mang súng vào sao? Không, tôi chỉ có sao nói vậy. Đủ rồi. Có gian tế trà trộn trong quân ta, nhất định phải tìm ra kẻ đó. Tôi càng ngày càng khâm phục đôi tay nhỏ bé này. Ngày càng nhanh, thần không biết quỷ không hay, đã đặt súng vào dưới ghế của lưu truyền thuyết. Không phải tôi đâu. Cô lại lừa tôi à? Tin hay không tùy anh. Chuyện gì vậy? Sao cô biết dưới ghế có một cây súng? Cho dù ai hỏi anh cũng phải nói cây súng là do anh mang vào. Vì anh từng học ảo thuật, ai cũng như vậy, kể cả giả bán tiên. Tôi hiểu rồi, là có đồng chí gián điệp. Anh hiểu cái gì? À không, tôi là ảo thuật biến ra. Đi thôi. Tôi đi hết nổi rồi. Mệt quá đi. Anh em à, ngồi một lát. Nghỉ ngơi một chút. Nghỉ chưa một chút. Lão đại, chỗ này cách Thái Gia Phố còn 7-8 dặm. Không đi thì làm sao mà tới? Chúng ta đã đi suốt 2-3 ngày. Tốt xấu gì cũng phải đến Thái Gia Phố lượn một vòng. Để còn có cái ăn nói. Chuyện của người Nhật làm cho có là được rồi. Lỡ như không cẩn thận là ba chúng ta rơi đầu. Đúng, lão đại nói không sai. Đầu rất quan trọng. Nhanh lên. Thoải mái hơn nhiều rồi. Đưa tôi. Tay của anh sao rồi? Đây là vết thương gây ra trong bữa tiệc của Sakata. Nhưng mà bác sĩ nói bó lại là sẽ mau khỏi. Cậu nói tôi nghe, sao cậu có thể mang súng vào? Đợi đã.
Hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó. Đi xa như vậy rồi còn ngửi thấy à? Biến đi. Có thấy hai tên bát lộ đang cưỡi ngựa không? Thấy rồi, kẻ đằng trước chắc chắn là quan chức cấp cao. Giết được hắn, chúng ta có thể quay về Quyển Thành. Cậu ngửi thấy cái gì? Xem đây. Biến đi. Biến đi. Tay của ông vừa mới nói lại, nếu như bị mày làm gãy, ông sẽ chặt đầu của mày xuống. Nghe thấy chưa? Không được động đậy. Có nghe thấy không? Tôi không dám nữa. Giơ tay lên. Không được động đậy. Có chuyện gì vậy? Đừng có cười cợt, cúi xuống. Thằng hán gian này, mày mới là hán gian, không được động đậy. Còn ai vào đây? Mày là hán gian chứ ai? Báo cáo thủ trưởng, hai thằng khốn này muốn ám sát anh. Mày, nếu còn dám động đậy, tôi sẽ bắn chết anh. Một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch mà dám chơi súng với tao à? Tạm thời nhịn cái đã. Tạm thời nhịn. Thằng chó hán gian. Đồng chí, quân đội có kỷ luật, không được chửi mắng tù nhân. Thủ trưởng, đã nghe thấy chưa? Tù nhân. Đây là tự miệng hắn nói ra. Bộ não của anh bị xe cán rồi à? Các cậu là đầu bếp của Huyện ủy Trung ương Nhạc Thái, quyền đội trưởng của nhà bếp chúng tôi chính là lưu truyền thuyết danh tiếng lẫy lừng. Tính ra tôi nhịn giỏi lắm rồi mà cũng không nhịn nổi. Ngồi xuống. Ngồi sẫm xuống. Không sao. Mấy anh tới đây làm gì? Bọn tôi đi hái nấm. Hái nấm à? Theo lý mà nói, phòng bếp không cho phép có trang bị vũ khí. Đúng, súng là của bọn chúng mà. Đúng, của bọn chúng. Hai thằng chó này chắc chắn là mật thám. Đúng, bọn chúng theo Nhật làm đủ mọi chuyện xấu. Dưới tình hình lúc đó, hai đứa nó muốn ám sát anh. Chúng tôi đâu có vũ khí. Tình thế cấp bách, chúng tôi quẳng cái gùi đầy nắm xông lên để vật lộn với bọn chúng. Sau đó cướp súng của chúng à? Đúng, câu chuyện có hậu quá chứ. Đúng, nhưng mà họ có hai người, sao có tới ba cây súng? Một mình hắn có hai cây súng. Dòng do Tam Quốc. Thủ trưởng, hắn quá liều lĩnh. Anh xử lý hắn trước đi. Xử lý à? Một mình anh ta cầm hai cây súng. Nếu cậu nói người này cầm hai cây thì tôi có thể mắt nhắm mắt mở tin lời của cậu. Nhưng mà cậu cứ khẳng định là hắn. Vậy tôi phải đặt câu hỏi ngược lại. Bàn tay của anh ta băng bó ba ngón, làm sao mà cầm? Đừng mà. Quả không hổ danh là thủ trưởng, phá án như thần, nhanh gọn dứt khoát. Cậu mù à? Họ ăn mặc như vậy, cậu không nhận ra họ là mật thám sao? Cậu mù sao? Còn mày nữa, lưu truyền thuyết hả? Tao đánh lưu truyền thuyết nhà mày. Đánh lưu truyền thuyết nhà mày. Được rồi, đi hái nấm đi. Dân, chúng tôi đi nha. Phòng ốc đã dọn dẹp xong. Được rồi, đi đi.
Lão Lâm, phòng ốc đã dọn dẹp xong, hơi đơn sơ, không quan trọng. Lão Lục, lấy cho tôi chút thuốc lá sợi. Bao nhiêu năm rồi mà tật xấu của tôi vẫn không bỏ được. Anh đấy. Bí thư Lục, đây là khẩu cung của ba tên mật thám. Được rồi, cô đi đi. Dừng. Lão Lâm, anh xem, đây là khẩu cung của ba tên đó. Lão Lục, dựa vào những lời khai này, Sakata đang gặp vấn đề về lương thực. Chúng ta có thể lợi dụng để vẽ ra cho ông ta một ảo cảnh tuyệt vời. Ảo cảnh tuyệt vời à? Còn chơi chữ với tôi. Chuyện công bạn cũng sơ sơ rồi, tôi phải đi làm chút chuyện cá nhân. Tìm Dương Thiên Cáp à? Lưu truyền thuyết. Lưu truyền thuyết. Ai là lưu truyền thuyết? Cậu này sao có thể nói chuyện như vậy với thủ trưởng lính ngụy quân của chúng tôi chứ? Chẳng ra hệ thống gì. Cậu là đơn vị nào? Cậu chính là lưu truyền thuyết. Đúng. Anh là ai? Lâm La Tiêu. Anh chính là Lâm Lão Hổ, là đội trưởng của đội Mãnh Hổ đó. Bỏ tay ra. Anh chính là đội trưởng Lâm, danh tiếng lẫy lừng. Tôi đã nghe về cậu. Lúc đánh quỷ, thủ đoạn hơi bị ổi. Thành Bắc Bình có quán ăn lớn, nhưng mà không tài nào nấu ra được món ngon như chỗ hẻo lánh này. Chỉ cần có thể kháng nhiệt thì đó chính là đẳng cấp. Cậu không làm đầu bếp thì có thể trở thành một người viết sách. Ý anh là sao? Ý anh là tôi chỉ nói miệng thôi à? Ra ngoài đi. Luyện thì luyện, ai sợ ai chứ? Đừng có như vậy. Dạ bán. Qua đó. Sắp tới giờ cơm rồi, tôi phải đi. Dạ bán. Đầu bếp, tôi là người đọc sách, tôi không dám chơi mấy trò mạo hiểm đâu. Anh, qua đó. Tôi không dám đâu. Tên họ Lưu chết tiệt. Cậu, đặt lên đầu. Không dám đâu. Đặt lên đầu. Đầu bếp, nhắm kỹ một chút. Tôi còn chưa lấy vợ. Vừa nãy là ai nổ súng? Anh ấy. Sao vậy? Huấn luyện thôi mà. Nếu cậu rề rà như vậy, lên chiến trường, quân địch sẽ bắn cậu lủng lỗ trước. Chuyện gì vậy? Ai bắn vậy? Đầu bếp, cậu. Cậu còn lề mề cái gì? Bắn đi chứ. Không có bản lĩnh thì đừng tỏ vẻ, nhất là trước mặt phụ nữ. Thank you.
bắn súng thì tôi không gọi lại anh. Hay là anh thử ném đao đi. Lưu truyền thuyết, cổng làm gì? Nếu cậu đã muốn như vậy thì tôi chịu tới cùng. Đồng chí cảnh vệ, có, nhặt giúp tôi con dao. Dừng. Lão Lâm, anh làm gì vậy? Giờ anh không phải cậu nhóc mới vào đội, mà là đội trưởng đội mãnh hổ. Phải chú ý hình tượng một chút. Tôi tự có chừng mực. Đến anh rồi, đội trưởng. Tránh ra. Chủ nhiệm Dương, nào, phóng vào đây. Đừng mà, đội trưởng, tuyệt đối đừng có phóng. Tôi không nỡ. Xào nó lên thành món khoai tây xào, chắc chắn sẽ rất ngon. Đội trưởng, ở nhà Thái người ta gọi nó là khoai mỡ. Nhưng mà anh yên tâm, tối nay tôi chắc chắn sẽ biến nó thành món khoai mỡ xào sợi hành. Được thôi, vậy tôi và đồng chí Dương sẽ chờ ăn món này của cậu. Lão Lâm, bầu trời Cam Ninh không biết đã bị anh bắn bao nhiêu lỗ. Sao giờ lại muốn bắn thủng trời Nhạc Thái à? Không bắn thủng vài lỗ trên bầu trời Nhạc Thái thì không thể khuất phục được tên Lưu truyền thuyết. Anh nói vậy là sao? Đối phó kiểu người quỷ quái tranh ma thì anh phải tranh ma quỷ quái hơn anh ta. Chỉ có như vậy mới có thể biến anh ta thành chiến sĩ cách mạng đường đường chính chính. Đương nhiên tôi cũng có chút dụng tâm thiên. Tôi muốn cảnh cáo, đừng có làm loạn trước mặt bồ câu của tôi. Bí thư Lục, đội trưởng Lâm, đừng nói chuyện phím, vào nhà ăn cơm thôi. Sao lại bỏ nhiều như vậy? Lấy giấm tới đây. Lấy thêm nữa à? Chủ nhiệm Dương bảo bỏ nhiều ớt, nhưng có bảo bỏ nhiều giấm đâu. Nói nhiều quá đi. Như vậy thì làm sao mà ăn? Đội trưởng Lâm, chỗ chúng tôi điều kiện hơi khiêm tốn, đều là mấy món chay. Tết cũng chưa chắc có thịt. Nhưng mà tôi đã dặn dò phòng bếp, nhất định sẽ bỏ nhiều ớt cho anh. Anh xem, chủ nhiệm Dương biết quan tâm anh chưa kìa. Biết anh thích ăn ớt. Nào, động đũa đi chứ. Chúng ta đợi món khoai mỡ sợi xào của Lưu truyền thuyết lên rồi mới ăn. Tới rồi đây. Nào, thủ trưởng, dùng ngon miệng. Sao không bỏ ớt? Lưu truyền thuyết thích ăn giấm. Món khoai mỡ sợi xào giấm này là món sở trường của cậu ấy. Không bỏ ớt. Mọi người từ từ dùng, phòng bếp còn có chuyện. Anh, nếm thử đi. Nào, để tôi nếm thử. Món này không bỏ ớt. Xong chưa? Nói tôi nghe, bọn họ ăn có rụng hết răng không? Sao anh không nói gì? Bình thường nói nhiều lắm mà. Bớt nói một câu là cảm thấy ngứa ngáy cả người. Bây giờ sao lại chẳng nói gì? Đầu bếp, tôi quỳ xuống để thưa chuyện với cậu. Anh phạm lỗi gì mà phải quỳ? Con người ăn ngũ cốc lương thực chắc chắn sẽ có lúc ốm đau bệnh tật. Nghề xem tướng của bọn tôi cũng như vậy, cũng sẽ có lúc xem không chuẩn. Nhân duyên giữa cậu và chủ nhiệm Dương, chắc chắn là tôi tính sai rồi. Anh nói gì? Dương Thiên Cáp không phải vợ của cậu đâu. Anh nghe kỹ cho tôi, anh không tính sai. Dương Thiên Cáp chính là vợ của tôi. Cô ấy chính là vợ của tôi. Cứng đầu.
Anh phải chỉnh sửa kế hoạch thu mua lương thực mùa hè để phòng sự cố. 2.000 tấn lương thực này tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra. Theo cách của năm ngoái, chia nhỏ lương thực rồi giấu đi, lúc cần mới lấy ra. Đúng chứ? Đúng. Tôi thấy cách này không thể giải quyết. Đúng. Tôi cũng đồng ý quan điểm của đội trưởng Lâm. Sakata không tìm thấy lương thực, vậy hắn sẽ bất chấp mọi giá để tìm được số lương thực đã bị giấu. Điều chúng ta cần làm bây giờ là cứ theo kế hoạch cũ, di chuyển hết tất cả vào trong núi. Nào, uống đi. Anh uống đi. Nhưng mà bây giờ rất có khả năng Yoshida sẽ đến Nhạc Thái chỉ huy càn quét. Đầu tiên, thủ trưởng tổng bộ quyết định phái 5 đội bảo vệ công tác thu hoạch mùa màng của các huyện. Nhưng giờ vì để đối phó với chiêu càn quét của bọn chúng mà chỉ phái có 2 đội, cũng có nghĩa là trách nhiệm đảm bảo toàn bộ lương thực đều đổ dồn lên vai chúng ta. Vừa nhận điện báo của Futohara, bác lộ quân Nhạc Thái phái 2 đội quân để bảo vệ vụ thu hoạch mùa màng. Thái gia phố giờ chỉ còn 1 đội. Thái gia phố có tin tức gì không? 2 trong 3 đội mật thám được phái đi Thái gia phố đã trở về, nhưng chưa phát hiện địa điểm tập kết lương thực của bọn chúng. Còn 1 đội vẫn chưa trở về. Họ có biết nhiệm vụ đến Thái gia phố là để làm gì không? Tôi chỉ ra lệnh bọn họ đi trinh thám, nhưng nhiệm vụ cụ thể thì bọn họ không nắm. Rất tốt. Tôi đã xem xét kỹ ghi chép lời khai của 3 tên mật thám. Bọn chúng nói là chỉ trinh thám theo lệnh, chứ không có nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng mà tôi cảm thấy đây chẳng khác nào không đánh mà khai. Hai anh nghĩ xem, Sakata đã biết kế hoạch thu hoạch của chúng ta, hắn sẽ bằng mọi giá cướp đi. Sao chúng ta không tận dụng cơ hội để đánh ngược hắn một đòn? Hơn nữa, vừa hay hiện giờ bộ đội chủ lực của đội trưởng Lâm cũng có ở đây. Tôi lo một khi Sakata biết cô từng tiếp xúc với Qua Mẫu Đơn thì sẽ dở thủ đoạn mới. Lão Lục, chuyện anh lo lắng đúng là có thể xảy ra, nhưng mà tôi cảm thấy quan trọng nhất bây giờ là phân tích và nắm rõ tâm lý của Sakata. Ông ta sẽ có khuynh hướng tấn công một lần, hay là sẽ nhẫn nại tìm kiếm từng chút một số lương thực mà chúng ta đã giấu? Đánh trận mà không chỉ là bài toán quân sự mà còn là bài toán kinh tế. Hết lần này tới lần khác ra khỏi thành đi cướp lương, hao tốn tiền tài, thời gian, binh lực, còn phải tính tới chuyện sợ chúng ta mai phục. Để tôi nghĩ thử xem. Hơn 2.000 tấn lương thực đâu phải trò con nít. Lỡ có chuyện gì, không phải trách nhiệm của cá nhân ai, chúng ta sẽ trở thành tội đồ của cách mạng. Chủ nhiệm Dương và đội trưởng Lâm ra ngoài rồi, còn không mau canh chừng. Lỡ có chuyện gì xảy ra phải báo cho tôi ngay. Tôi canh chừng thì được, nhưng mà phải nói trước, nếu chủ nhiệm Dương và đội trưởng Lâm chui vào ruộng bắp, tôi quay về báo cáo thì mọi chuyện đã xong rồi. Xem ra Bí Thư Lục vẫn còn đắn đo. Hơn 2.000 tấn lương thực, chuyện này liên quan trực tiếp tới hàng vạn quân lính khu Nhạc Thái, lương thực để chống chọi qua những ngày thiếu thốn. Lỡ có chuyện gì, bọn Nhật chỉ cần khóa chặt chúng ta thì chúng ta sẽ kẹt ở đây. Không cẩn thận làm sao mà được? Nếu anh ấy không đồng ý thì phải làm sao? Tác chiến mà, sao có thể đi một đường mòn mãi? Chiến tranh vốn dĩ là địch ta cùng chơi một ván cờ, chúng ta không thể làm theo ý mình. Cho nên phải kịp thời nắm bắt hướng hành động của bọn chúng. Đây mới là điểm mấu chốt. Đội trưởng Lâm, anh yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Sakata. Ở tổng bộ, tôi đã từng xem báo cáo. Cô lãnh đạo một đội quân không chuyên tác chiến, đấu trí, đấu dũng với bọn chúng, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Tình hình thực tế sẽ hơi khác so với những gì anh đọc trong báo cáo. Khiêm tốn là tốt, nhưng mà tôi thấy cô không cần. Có tóc dính trên mặt cô. Tôi...
Xin lỗi, lúc nãy tóc dính trên mặt cô cho nên tôi... À không, lúc nãy cô vừa nói gì? Tôi... Báo cáo. Đồng chí Dương Thiên Cáp, Túng tặng cho cô một bất ngờ. Mời. Tôi thấy đội trưởng Lâm kéo chủ nhiệm Dương vào lòng. Nói tiếp đi. Còn nói tiếp gì nữa? Tôi có dám nhìn tiếp đâu. Còn xem nữa là sẽ mắc sai lầm ngay. Anh đi tè, mới tè được một nửa, có kéo quần lên không? Anh muốn tôi tức chết à? Nhưng mà có một tin tốt có thể khiến cậu cảm thấy an ủi. Là tin gì? Tôi đảm bảo đội trưởng Lâm và chủ nhiệm Dương không kéo nhau vào ruộng bắp. Tôi xin thề. Anh đảm bảo kiểu gì? Bởi vì xung quanh chỗ đứng của đội trưởng Lâm và chủ nhiệm Dương không hề có ruộng bắp. Cái anh này, tôi nói cho anh biết, anh mà còn nói những câu nhăn cụi, tôi sẽ đánh cho anh chui lại vào bụng mẹ. Mau đi canh chừng cho tôi. Được thôi. Xong rồi, xong rồi. Mời. Máy hát đĩa, còn có cả đĩa nhạc. Đám cưới Figaro, bản 1930. Nghe thử nha. Đóng cửa phòng lại luôn rồi. Còn có cảnh vệ bên ngoài canh cửa. Giờ cậu có đập cho sưng đầu cũng không thể khiến cho hòn đá đó xoay chuyển đâu. Cậu hiểu ý của tôi mà. Ý gì? Rõ ràng so với đội trưởng Lâm, cậu chỉ là một quả trứng gà. Được rồi, đừng nói nữa. Trứng gà, được thôi. Ông mở to mắt ra mà nhìn, trứng gà tôi sẽ đập nát viên đá kia như thế nào. Đau quá đi. Cậu định làm gì? Đứng lại. Sao lại là anh? Sao không thể là tôi? Tôi tìm chủ nhiệm Dương có chuyện. Anh chờ một chút. Chủ nhiệm Dương đang bàn công việc với đội trưởng Lâm. Tôi từng thấy người ta bàn công việc, chưa từng thấy ai vừa nghe nhạc vừa bàn công việc. Nghe nhạc cái gì? Đây là nhạc kịch. Nhạc kịch cái con khỉ. Anh thì hiểu cái gì? Đừng có phiến diện. Chỉ là đám cưới Figaro thôi mà. Cũng biết nhiều quá đi chứ. Nói cho cậu biết, nhìn người đừng có phiến diện như vậy có được chưa? Ai vậy? Khiến đám cưới thành đám ma luôn rồi. Lưu truyền thuyết, anh hát cái gì vậy? Cậu cười cái gì? Anh nghĩ xem. Anh có chuyện gì? Tôi... Không, không có gì. Không có gì thì sòng sọc vào đây làm gì? Ai chứ? Tôi bị tiếng nhạc thu hút thôi. Cái đó, cơ thể tôi như bị một sợi dây thần kéo, không biết sao lại chạy tới đây.
Đúng là sự mê hoặc của âm nhạc. Đúng, sự mê hoặc. Lưu truyền thuyết. Không phải cậu là đầu bếp à? Chính cống đó. Cậu còn am hiểu âm nhạc. Sở trường là đám cưới Figaro. Còn biết hát cả tiếng Pháp. Được rồi, đừng có nổ nữa. Đi nấu cơm đi. Cậu chờ tôi một chút. Cậu ta biết tiếng Pháp à? Vô cùng lưu loát. Đúng là truyền thuyết. Vậy tôi hỏi cậu, Khải Hoàn Môn nói bằng tiếng Pháp như thế nào? Lão Lâm, sao cậu lại ở đây? Mọi người cứ bàn bạc đi, tôi đi nấu cơm. Lão Lâm, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc. Trên nguyên tắc, tôi đồng ý ý kiến của mọi người. Vào phòng tôi nói. Cái gì? Cậu đúng thật là biết sai còn cãi cố. Cậu hiểu âm nhạc cái gì chứ? Đến cả một câu đơn giản cậu còn hát lạc tông. Thì hiểu cái gì? Đám cưới Phi Phi gì đó, đám cưới Figaro. Dù sao thì tôi cũng đã đạt được mục đích. Ban ngày ban mặt, hai người họ không ở yên trong phòng được với tôi đâu. Ý cậu là buổi tối thì được à? Tôi còn chưa đụng với ông. Ông ngồi sớm làm gì? Sao đầu gối đột nhiên đau như vậy? Đau đầu gối. Trong vòng 7 ngày tới chắc chắn trời sẽ đổ mưa to. 7 ngày tới trời sẽ có mưa à? Ông tưởng ông là Long Dương hay sao chứ? Nếu trong vòng 7 ngày mà trời không đổ mưa, tôi sẽ cắt lưỡi của ông làm món lưỡi xào đó. Cậu cũng từng chứng kiến bản lĩnh của tôi rồi. Trong vòng 7 ngày chắc chắn có mưa. Nếu trời mưa, cậu phải nấu cho tôi 2 bát thịt kho trứng. Quyết định như vậy. Lão Lâm, về mặt nguyên tắc, tôi đồng ý với ý kiến của mấy anh. Nhưng mà phải báo cáo với cấp trên. Vậy chúng ta vừa chuẩn bị rồi vừa báo cáo. Được. Đồng chí cảnh vệ, có. Thông báo tiểu đoàn trưởng 123 sáng mai 8 giờ đến tham gia buổi họp tác chiến. Dừng. Lão Lục, kể từ giờ trở đi, chỗ này sẽ là cơ quan chỉ huy tác chiến. Tôi còn chưa hỏi ý kiến của anh. Không để bụng chứ? Được rồi, chỉ cần anh thích. Thiên Cáp, cô giúp tôi sắp xếp đội vận chuyển lương thực của các thôn trang. Vừa phải lặng lẽ, vừa phải khua chiên múa trống. Tôi hiểu, đây là chiêu đánh lừa bọn chúng. Mục đích là khiến Sakata tin rằng sau khi lương thực tập kết một chỗ sẽ được Thái Gia Phố đảm nhận vận chuyển vào trong núi. Được rồi, tôi đi sắp xếp. Cẩn thận một chút. Dừng. Lão Lục, tôi nghĩ Sakata lần này chắc chắn sẽ dẫn một cánh quân lớn đến cướp lương. Đáng tiếc chúng ta chỉ có một đoàn, không thể tiêu diệt hết toàn bộ bọn chúng. Nhưng mà cắt một cái chân thì không thành vấn đề. Còn nữa, những lương thực đã tập kết nhất định phải được vận chuyển vào núi an toàn. Không vướng bận gì, chúng ta mới có thể tiến lui thoải mái. Yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không ngán đường quân chủ lực. Tốt. Vừa nãy anh với Lưu truyền thuyết bàn chuyện gì? Tôi không ngờ trên thế gian còn có người biết hát nhạc kịch. Nhạc kịch. Chẳng lẽ anh không biết? Ai dạy cho cậu ta sao? Xin anh đó, Lão Lục. Hai chúng ta cần gì dòng do? Lão Lâm, đánh xong trận này, chuyện của anh với chủ nhiệm Dương tôi sẽ đảm nhận. Chuyện này tôi còn chưa bàn bạc với cô ấy. Mọi người qua bên kia dỡ hàng xuống đi. Cột chặt miệng túi, đừng để rơi rớt. Tiểu Lan, chủ nhiệm Dương, theo kế hoạch cũ thì ngày kia mới tới mà. Bọn tôi đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn, còn mua dự chỉ tiêu 11 tấn. Huyện ủy trung ương đã ra thông báo không được mua dự, phải đảm bảo lương thực cho người dân. Chủ nhiệm Dương, chị chưa thấy người dân nhiệt tình đóng góp cỡ nào đâu. Không nhận lương thực, họ còn nổi quạo với chiến sĩ cách mạng. Cho nên tôi mới quyết định tới Thái Gia Phố sớm. Chủ nhiệm, sao vậy? Dạo gần đây Phan Thế Kiệt cứ thần thần bí bí. Sau chuyện đầu độc lần đó, lần này khi tiếp xúc với Phan Thế Kiệt, tôi cảm thấy anh ta đang có chuyện che giấu.